Chúa Giê Phật. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đây học thanh tịnh đạo chương thứ ba nói về định, chương thứ nhất là nói về giới, chương thứ hai là về đầu đà, các cái pháp tu đầu đà, về chương thứ ba là nói về thiền định. Có tất cả 40 cái đề mục thiền định. Thì nó có những cái đề mục thiền định có thể đạt được định cận hành, có đề mục thiền định chỉ đạt được định an chỉ, có những cái đề mục thiền sẽ đạt được đến sơ thiền, có đề mục thiền thì đạt đến tam thiền, có đề mục đạt đến tứ thiền, có đề mục thiền có thể làm nền tảng cho các cái tầng thiền vô sắc giới. Và hầu hết các đề mục thiền định đều có thể làm nền tảng cho thiền tuệ. Và khi mà một người thực hành thiền tuệ, nếu đắc được các cái tầng tuệ và chứng đắc được các pháp siêu thế thì sẽ phát triển được các pháp thiền siêu thế. Và tất cả 40 đề mục thiền định thì là đề mục thiền hiệp thế. Và lấy đề mục thiền định để tu tập thiền tuệ và có thể chứng đắc được đến tuệ đạo, tuệ quả thì sẽ thành tựu được thêm được cái thiền siêu thế. Vậy định là một cái sự tu tập về tâm, nên muốn nói là cái tâm của con người. Con người thì mình có cái phần rèn luyện về thân, và mình nếu một cái người nào có cái sự rèn luyện về thân thì người đấy sẽ có được một cái thân thể khỏe mạnh, ít bệnh tật. Một cái người đấy sẽ có được những cái lợi ích, những cái lợi lạc ở cái sự rèn luyện về thân. Còn cái thiền định là sự rèn luyện về tâm. Nếu người nào mà có cái sự rèn luyện về tâm thì người đấy sẽ có được một cái tâm lành mạnh. Mà cái mục đích của cái sự thực hành thiền định đó là nó để tất cả đều phục vụ cho cái việc chế ngự tâm, tức là rèn luyện cho cái tâm nó trở thành những cái tâm thiện, nó có thể phát triển, và những cái tâm bất thiện sẽ được chế ngự. Vậy thì thiền định tức là sẽ chế ngự tất cả những cái tâm bất thiện, chế ngự. Cái năng lực của thiền định thì chỉ có tác dụng là chế ngự hết các tâm bất thiện. Ở trong tâm con người thì có nhiều cái loại tâm bất thiện, như là mình có một cái tham dục, một cái tham ái, một cái tham cầu, một cái tham về sắc, cái tham về âm thanh, cái tham về mùi hương, cái tham về vị, tham về xúc, tham về cái điều ở trong quá khứ, tham những cái cảm thọ ở hiện tại, tham những cái dục nạp ở tương lai. Thì nó có nhiều cái tham cầu định lắm, hay là có cái sân tức giận, hay là có những cái hiểm hận, hiểm thù, có những cái tâm thuộc về đố kỵ, những cái tâm thuộc về bọn xẻ, những cái tâm sân thuộc về hối hận, những cái tâm sân thuộc về cái sầu bi. Nó có nhiều những cái tâm sân như vậy, hay là những cái tâm bất thiện khác, như là nan thang, cái tâm nó nan thang phóng dật, lăng xăng, nghĩ ngợi mông lung, hay là những cái tâm mà nó cứ đờ đờ, rể ruôi, dã dượng, không có linh hoạt, nó cũng thuộc về những cái tâm bất thiện, những cái tâm mà mình bị hiểu sai, tàn kiến, hay là hoài nghi. Những cái tâm bất thiện đấy nó sẽ được chế ngự nếu như cái người đấy có sự thực hành về thiền định. Thiền định là có cái sự chế ngự về tâm. Vậy khi những cái tâm bất thiện nó đã được chế ngự rồi thì cái tâm nó sẽ trở nên thanh tịnh. Vậy thì thiền định tức là tu tập về tâm, nó sẽ làm cho tâm được thanh tịnh. Thanh tịnh tức là nó sẽ gạt bỏ những cấu uế, những cái ô nhiễm, những cái nhiễm ô ở trong tâm ấy.
nó được mà nó sẽ được tẩy trừ, nó giống như là một cái người mình vệ sinh cho cái thân thể. Cái người nào mà chăm chỉ mà vệ sinh cho cái thân thì mình sẽ có được một cái thân, cái thân hình này, cái tươi đẹp này. Thì cái người nào mà chăm chỉ hành thiền thì cái người đấy mình đang vệ sinh cho cái tâm, làm cho cái tâm của người nó trở nên sáng sủa, trở nên thanh tịnh, trở nên trong sáng, trở nên cao thượng, trở nên định tĩnh. Nên là với một cái tâm mà nó có định, nó có cái sự thuần tịnh, nó có cái sự uốn nắn, có cái sự rèn luyện, thì cái tâm đấy sau này mình sẽ phát triển được những cái năng lực, những cái năng lực định. Thì khi mà một người thực hành thiền định lâu thì nó có những cái định lực, những cái năng lực của định, cái người đấy sẽ có thể phát triển rất nhiều những cái loại trí tuệ khác nhau. Như là một người thực hành thiền định, người đó nhờ cái năng lực của định thì cái người đó có thể thấy được những cái điều mà cái mắt thường không thể thấy được. Như là cái vị đấy có thể thấy được những pháp chân đế, những cái pháp như chúng thực sự là, tức là cái sự thật về thân, cái sự thật về tâm, cái sự thật về vạn vật ở thế gian này. Nhưng mình sẽ thấy được đến cái sự thật cục nhờ cái năng lực của trí tuệ, cái năng lực, cái ánh sáng của thiền định, mình sẽ thấy được những cái hạt sắc chân đế, cái thân con người và cái vật chất thế gian, những cái hạt nguyên tử, hạt sắc nó sinh diệt liên tục, hay là những cái tâm mà nó có cái nhân duyên nó sinh khởi, nhân duyên nó đoạn diệt, hay là những cái năng lực của thiền định, mình thấy phát triển được những cái thắng trí, những cái năng lực thần thông. Như là một cái người đấy có năng lực thiền định, người đấy có thể thấy được các đời sống quá khứ, bởi vì cái tâm thuần tịnh. Thuần tịnh tức là cái tâm đấy là cái tâm chỉ có trong sáng, cái gọi là tâm thuần tịnh, siêu nhiên. Tâm thuần tịnh thì nó có những cái năng lực siêu nhiên, nó khác với những cái tâm của cái người mà không có định. Người không có định thì nó bị những cái phiền não nó che lấp, cho nên là rất là giới hạn. Còn ở thiền định thì nó chế ngự được các cái phiền não tham sân si, cho nên là cái tâm nó trở thành cái tâm nó có cái năng lực siêu nhiên vững chắc, rất là vững vàng, bất động, nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Vì ấy có thể dẫn tâm, hướng tâm đến các đời sống quá khứ, như là một đời, 10 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp. Với cái năng lực của thiền định, thậm chí vị ấy có thể thấy được rất nhiều những cái kiếp trái đất nó sinh diệt. Tức là những cái đời sống quá khứ của mình đã trải qua những cái thời gian nó dài vô tận như vậy. Nhưng mà cái tâm thức bình thường thì con người ta chỉ thấy được một cái, nhớ lại được cái đời sống quá khứ một cách rất giới hạn, đó là từ lúc mình còn nhỏ cho đến lúc mình lớn lên cho đến bây giờ. Nhưng mà cái năng lực của một cái người có tâm có định thì nó có thể nhớ lại được một rất nhiều đời nhiều kiếp về quá khứ. Thế nên không những nhiều đời nhiều kiếp sống mà còn nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp, nhiều thành và hoại kiếp. Đấy là cái năng lực nhớ lại quá khứ rất là sâu như vậy. Có năng lực của định, vị ấy có thể dẫn tâm đến cái sự sinh tử của chúng sinh. Tức là vị ấy muốn biết là một cái chúng sinh thì nó chết rồi nó đi về đâu, thì cái mắt thường không có thể thấy được, không có một cái khả năng gì ở thế gian này có thể nào mà thấy nhận biết được cái điều đó. Cái điều đó chỉ có trí tuệ trong sáng, thuần tịnh, siêu nhiên, vững chắc, bất động, với một cái tâm thanh tịnh, với một cái trí tuệ, với một cái tâm mà nó rực sáng, tỏa sáng dưới cái ánh sáng của trí tuệ thì ông mới thấy là một cái chúng sinh chết chỗ này, sinh về chỗ kia tùy theo cái nghiệp của cái chúng sinh đấy. Tức là chúng sinh là tạo những cái thiện nghiệp thì chúng sinh đấy sau khi thân hoại mạng chung sẽ sanh về cái nơi an vui, cái nơi thiện thú như là thiên giới hay là cõi đời này. Cái nơi chúng sinh nào mà có những cái hành động bất thiện về thân khẩu ý, sau khi chết phải đi theo cái nghiệp bất thiện đấy đọa vào các cái cõi khổ như địa ngục, quỷ súc sinh, Atula. Với cái tâm của vị đấy, vị đều thấy được các cái cõi sống đấy.
các cái cõi sống khác nhau, các cái chúng sinh vô hình, hữu hình, các cái cõi thấp, các cái cõi cao, cõi cao thượng, cõi hạ liệt, đều là do những cái nghiệp không có giống nhau của chúng sinh tạo ra các cõi sống khác nhau. Năng lực của thiền định đã có khả năng thấy biết được những cái điều rất là sâu xa phi thường như vậy. Chỉ có cái thiền định mới có thể giúp cho mình mở mang cái sự hiểu biết về sự thật, về cái nhân sinh quan, về cái vũ trụ quan. Lợi ích của thiền định rất là to lớn, vì cũng nhờ có thiền định vị đó mới có thể thực hành được thiền tuệ, mới có thể chứng đắc được thánh đạo thánh quả, mới có thể chứng đắc được niết bàn, mới có thể tận diệt được khổ đau. Vì vậy một người muốn thực hành theo đúng giáo pháp của Đức Phật, nữ giới là cái bước đầu thứ nhất, hành thiền định là bước thứ hai, và sau đó sẽ phát triển thiền tuệ là bước thứ ba. Ai thực hành cả ba cái con đường đấy, cả ba cái chi ngành đấy, thì cái người đấy sẽ đi đến niết bàn và giải thoát khổ đau. Vậy thì muốn tu tập định, vì đó cần phải hiểu cái phương pháp tu tập định. Cái sự định tâm là một cái pháp môn tu không phải là dễ dàng. Như là cái phương pháp tu tập về giới thì dễ, có thể nghe giảng về giới và mình chỉ còn có cái phát nguyện là mình có thể thực hành được. Nhưng mà tu tập về định thì nó cần phải có được, cần phải nắm bắt, cần phải có sự hiểu biết từng chi tiết một. Và nhất định nhất một cái điều cần thiết nữa là cần phải học tập, học với cái pháp thiền định là phải có một vị thầy hướng dẫn, chứ không ai có thể tự tu tập được. Thiền định này là bắt đầu là một cái pháp môn khó, tuệ nó còn khó hơn nữa. Nhưng mà nếu đã thành tựu được định rồi thì mới đến việc tu tập tuệ thì nó lại trở thành dễ dàng. Để muốn tu tập được định thì cái vị đó phải là một cái người hiền thiện, tức là phải là một cái người sống một cái đời sống chân chính, tức là vị đó phải giữ các cái giới, từ bỏ các cái ác nghiệp. Tức là một cái người không thể nào mà vừa làm những cái việc bất thiện, như là vị đó vẫn còn thích thú với những cái việc mà sát hại mạng sống của chúng sinh khác, vẫn còn có cái tâm tham muốn đi ăn trộm, muốn tàn dâm, hay là nói năng nhảm nhí bừa bãi, nói dối, hay là còn phóng dật như là uống rượu, hay là vị đó còn thích những cái niềm vui ở thế gian, như là còn thích đánh cờ đánh bạc, thích chơi thể thao, hay là thích múa hát, thích đánh đàn. Thế thì những cái người đấy sẽ không hành được thiền định. Nếu kể cả vị đó có vào hành thiền thì nó cũng sẽ không đắc thiền. Vậy với một cái người có thể đắc thiền, đó là một người phải từ bỏ việc tất cả những cái việc ác bất thiện pháp, tất cả những cái việc bất thiện, những cái việc ác phải được từ bỏ. Vị đấy phải sống một cái đời sống lương thiện, một cái đời sống chân chính, nuôi mạng sống của mình một cách chân chính. Và cái vị đấy phải sống một cái đời sống đơn giản, buông bỏ những cái tham dục, buông bỏ những cái hận thù, buông bỏ những cái sự hơn thua ở thế gian, và buông bỏ hết những cái niềm vui phản tục như là ca hát sướng kỹ, rồi là chơi bời, nói chuyện nhảm nhí, vì nó cần phải từ bỏ. Mà vì đó phải sống ở một cái nơi yên tĩnh, phải sống ở một cái nơi yên tĩnh thì mới tu tập được. Phải nương tựa một cái bậc thầy có kinh nghiệm, phải nương tựa một cái bậc thầy, phải là một cái môi trường, tức là vì đó cần phải từ bỏ một cái môi trường không thích hợp, phải tìm đến một cái môi trường thích hợp, từ bỏ những cái hội chúng, những cái chú xứ không thích hợp, tìm đến một cái hội chúng, đến một cái chú xứ thích hợp. Và phải học hỏi thiền một cách tuần tự, có bài bản, có phương pháp, và thực hành theo đúng cái sự chỉ dẫn thì vị đó sẽ thực hành được thiền định. Định được định nghĩa là cái sự tu tập về tâm, và nên được tu tập nơi người có nơi thanh tịnh và người thiểu dục chi túc. Đó là sự định nghĩa về định, khái niệm định là sự nhất tâm có lợi ích. Để cái tâm không có định là cái tâm năng xăng, nó nghĩ chuyện này một tí, nghĩ chuyện kia một tí, đấy nó gọi là tán tâm, phân tâm, loạn tâm, động tâm, vọng tâm. Đấy là những cái tâm mà nó trái ngược với định. Còn định nó nghĩa là nhất tâm, tâm định tĩnh, cái tâm của nó an tịnh,
cái tâm nặng nề, cái tâm có an trú trên một đối tượng, an trú trên một đối tượng có lợi ích, tức là an trú trên một cái đối tượng và nó chỉ có những cái thiện tâm nó sinh khởi, chứ không phải là an trú trên một cái đối tượng mà có bất thiện tâm sinh khởi. Ý nghĩa của định samadhi là cái tiếng Phạn, tiếng Bali, tiếng Ấn Độ cổ samadhi, tức là sự tập trung vào một đối tượng duy nhất. Tức là định là một cái sự tập trung vào một đối tượng. Vì đó chỉ cần chọn cho mình một đối tượng, bất cứ một cái đối tượng gì cũng đều có thể mình chú tâm vào bất cứ một cái gì đó. Xung quanh mình có rất nhiều những cái vật chất ở bên ngoài, có những cái đối tượng thiền thì nó thuộc về cái vật chất ở bên ngoài, có những cái đối tượng mà mình chú tâm vào nó thuộc về cái vật chất trong thân mình, có những cái đối tượng mà mình chú tâm vào nó chỉ là một cái khái niệm, đều có thể phát triển được định. Sự tập trung vào một đối tượng duy nhất thì những cái đó sẽ phát triển được định. Tập trung vào một cái màu sắc, ở một bông hoa nó có cái màu vàng thì mình sẽ tập trung vào cái màu vàng, bông hoa nó có màu trắng mình tập trung màu trắng, bông hoa màu xanh tập trung màu xanh rồi. Trước mặt mình có ánh sáng mình tập trung vào cái ánh sáng, trước mặt mình có khoảng hư không mình tập trung vào hư không, trước mặt mình có một cái khoảng đất mình tập trung vào đất, trước mặt mình là một cái biển nước mình tập trung vào nước, thế xung quanh mình có gió thổi mình tập trung vào gió, trước mặt mình mà có một đám lửa mình tập trung vào ngọn lửa. Tất cả đấy đều là đối tượng của sự tập trung. Nếu mình duy trì tâm trên một trong những đối tượng đấy, người đó sẽ đạt được sự nhất tâm và đạt được thiền. Đặc tính của định là sự không phân tán. Thế là khi mình đã chọn một cái đối tượng nào rồi mình tập trung thì mình chỉ cho cái tâm của mình nó nhận biết cái đối tượng đấy và chỉ một đối tượng đấy mà thôi, không có phân tán sang đối tượng khác, không có lan man tâm mà lúc nghĩ thì sang cái này lúc nghĩ cái khác thì không đạt được định, mà tâm của mình nó chỉ biết một cái đối tượng đấy, nhận biết một cái đối tượng đấy một cách tự nhiên, một cách nhẹ nhàng, một cách đều đặn liên tục, nó không có phân tán, không có chuyển tâm nghĩ này một lúc lại nghĩ cái kia một lúc thì không thành tựu được định, mà chỉ nghĩ đến một cái liên tục thì sẽ thành tựu được định. Cái nhiệm vụ hay là chức năng của định là loại trừ sự phân tán. Tức là trong cái lúc người đấy thực hành thiền định ấy, thì cái người đấy cần phải giữ cái tâm, cần phải trói cái tâm, cần phải cột cái tâm. Nên là có nhiều vị thiền sư bị dùng cái bức tranh là một cái đứa trẻ chăn trâu. Đứa trẻ chăn trâu thì cái lúc đầu ấy nó bị là nó đi tìm trâu. Nó đi tìm trâu tức là đi tìm một cái đề mục thiền. Sau đó khi nó tìm được trâu rồi thì nó phải xỏ mũi con trâu vào. Và bắt đầu nó dắt con trâu đi thì luôn luôn phải cầm cái roi ở đấy vụt 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 nó liên tục. Vì con trâu nó chưa được thuần thục thì nó hay chạy nhảy lung tung, hay là nó ăn núa ăn mạ, ăn những cái không được ăn, phải rèn luyện cho nó. Là nó chỉ được ăn những cái gì được ăn và không được phép ăn những cái gì không được ăn, cần phải dùng cái roi để vụt. Thì cái người hành thiền cũng vậy, lúc đầu vị đó đi tìm đối tượng, sau đó vị đó mới gắn cái tâm mình trên cái đối tượng đấy, giống như là dùng cái thừng mà xỏ mũi con trâu này. Thì cái lúc đầu ấy, thì cái tâm nó chưa thuần thục, nó cứ nghĩ lăng xăng sang những cái chuyện bất thiện. Nó một lúc nó chú trên đối tượng được một lúc thì cái tâm tham nó sinh lên, mà nó quên mất đối tượng. Thì lúc đấy vị đó phải dùng cái roi thích thức tỉnh. Cái roi là cái roi tỉnh thức, cái roi tinh tấn, vị đó vụt cho nó, vị đó nhắc nhở nó, thúc giục nó quay trở về chú tâm vào đối tượng. Vậy thì cũng giống như cái người cầm roi vụt con trâu. Thì cái lúc cái người mới hành thiền là cứ phải vụt cái tâm của mình liên tục, tức là phải huấn luyện cái tâm, phải nhắc nhở cái tâm, phải la mắng cái tâm, phải trói buộc cái tâm, cần phải dùng cái tâm thức tỉnh, lấy cái tâm để chế ngự tâm, lấy cái tâm để mà nhiếp phục tâm, lấy cái tâm để mà đối trị tâm. Cái lúc đầu nó phải thế, dần dần nó mới thuần thục, chứ không phải là dễ dàng mà đạt được định. Rèn luyện cái định giống như là rèn luyện một cái con thú hoang dã, rèn luyện cái tâm nó chưa được tu tập, nó giống hệt như một con thú hoang dã, giống như một con khỉ.
thì nó cứ chạy nhảy lăng xăng, mà rèn luyện cho nó ở yên một chỗ thì cũng phải xích nó vào rèn luyện những cái để mà hạ phục nó, để mà điều phục nó, để nhiếp phục nó. Thì cái năng lực của thiền định chính là vậy, chính là hạ phục cái tâm của mình, không cho cái bản năng hoang dã nó được sinh khởi, tức là không để cho nó cứ lăng xăng nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, chuyện quá khứ, chuyện tương lai, chuyện hiện tại, chuyện vui, chuyện buồn. Đấy là cái bản năng hoang dã của cái tâm. Chính cái bản năng đấy mà khiến cho cái tâm này nó khiến cho cái thân này nó chìm đắm vào trong luân hồi sinh tử. Và bây giờ cái người thực hành thiền định là cái người đấy đang làm cái nhiệm vụ, đang có cái chức năng, có cái nhiệm vụ đó là nhiếp phục cái tâm, đoạn trừ các cái sự phân tán. Nhiệm vụ, chức năng của nhiệm vụ của định là thế. Sự thể hiện của định là không tán loạn, tức là khi mà định nó thành tựu được một chút là nó an trú trên một đối tượng liên tục. Ví dụ một người đó lấy hơi thở làm đối tượng, trói tâm, cột tâm, an trú tâm, định tâm trên cái hơi thở đấy. Nếu như vị đó nhận biết cái hơi thở đấy liên tục được 5 phút thì 5 phút đấy là không có tán loạn, thì vị đó đã phát triển cái định được 5 phút. Nếu như vị đó an trú tâm trên cái hơi thở liên tục được 15 phút, 20 phút thì vị đó thành tựu được cái tâm định tĩnh được 15, 20 phút đấy không có tán loạn. Vị đó có thể an trú tâm liên tục được 1 tiếng đến 2 tiếng không tán loạn thì là bắt đầu cái tâm nó sẽ cái lúc đấy nó sẽ thuần phục, nó sẽ thuần thục và nó thích thú với cái hơi thở, với đối tượng, và nó sẽ hòa hợp với cái đối tượng được, nó hợp nhất với đối tượng. Nếu cái tâm nó cứ an trú trên một đối tượng nó sẽ hợp nhất với đối tượng. Nếu mình mà để tâm ở hơi thở liên tục thì cái tâm với hơi thở nó sẽ hợp nhất với nhau. Khi nó hợp nhất với nhau thì nó sẽ gắn chặt với nhau, và hai cái nên bắt đầu nó sẽ an trú, nó sẽ đạt được cái sự định tĩnh, cái sự nhất tâm trên đối tượng. Mình an trú trên cái gì mà, nếu mình mà cứ đầu tiên ấy thì mình phải rèn luyện từng chút một, có thể mà nó nhận biết cái chú tâm và cái đối tượng đấy được 5 phút đến 10 phút, thì dần dần mình tập nó lên 20 phút, 30 phút, 40 phút, 50 phút, cho đến khi nào mà vị đó có thể chú tâm liên tục trên đối tượng đó 1 tiếng đến 2 tiếng. Thì nó tùy cái năng lực của mỗi người. Có người thì chỉ chú tâm 1 tiếng là vị đó sẽ bắt đầu đắc định, nhưng có người phải chú tâm trên cái đề mục đấy, trên cái đối tượng đấy khoảng 2 tiếng thì mới đắc định. Cho nên thường nói là từ 1 đến 2 tiếng thì sẽ đắc định. Thì để biết được đắc định đó là tâm của mình nó nhận biết đối tượng liên tục, không có tán loạn này. Tâm nó không tán loạn là cái lúc đầu là cái tâm nó lăng xăng, nó thích suy tư nghĩ ngợi đủ mọi thứ chuyện, nhưng mà sau đó cái tâm dần dần nó sẽ giảm bớt những cái suy tư, giảm bớt cái lăng xăng đi, và nó an trú nhận biết một cái đối tượng đấy liên tục thì là cái tâm không tán loạn, là tâm có định. Vậy là bắt đầu định nó sẽ phát triển dần 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 dần. Mình thấy là cái sự thể hiện của định, làm sao mà mình biết là mình có định, là trong cái khoảng thời gian mình chú tâm trên đối tượng, tâm nó không bị tán loạn, đấy là định. Nhân gần của định là sự an lạc. Định càng lớn thì cái sự an lạc càng nhiều. Tại sao mà cái tâm của mình nó có thể an trú trên một cái đối tượng liên tục được? Bởi vì khi mà cái tâm lúc đầu ấy, nó chưa thích thú với đối tượng, cho nên nó không chịu an trú trên đối tượng. Bây giờ cũng vậy, khi mà một cái con thú hoang mình mới bắt nó, mình cột nó vào một cái cây cột, nó không thích cây cột đấy, nó rất ghét cây cột đấy, nó chỉ tìm cách nó phá chuồng, phá cái chỗ đấy nó chạy đi. Lúc đầu vậy, mình chú tâm mình vào một đối tượng vì cái bản năng của cái tâm nó thích được lăng xăng, nó thích chạy nhảy lung tung, chứ nó không có thích ăn, nó không có thích nằm yên một chỗ, nó không có thích đứng nguyên một chỗ, cho nên nó rất ghét cái đối tượng, nó khó chịu với đối tượng, nó không chịu an trú trên đối tượng. Nhưng do cái sự lâu ngày huấn luyện luyện tập dần, rồi dần dần đến một lúc nào đấy nó sẽ thích thú với đối tượng,
Và mỗi một khi mình đặt nó trên đối tượng, nó sẽ nằm yên ở đấy. Và mỗi một khi nó thấy đối tượng là nó thích thú, thì cái sự thích thú đấy nó sẽ tạo nên cái sự hân hoan. Đấy, như là bây giờ mình gặp một cái người lạ, thì hai cái người chưa hiểu nhau, chưa biết nhau, thì lúc đầu mình sẽ có cái sự khó giao cảm, khó giao tiếp, khó thân thiện với nhau. Nhưng mà thường xuyên gặp nhau, thường xuyên nói chuyện, thường xuyên tiếp xúc với nhau, tự nhiên hai người đấy sẽ thích nhau. Đấy, khi mà thích nhau rồi thì mỗi khi mà cứ gặp nhau một cái là sẽ nở nụ cười. Thì cái đấy nó có cái hoan hỉ. Thì cũng vậy, cái đối tượng thiền, cái lúc đầu một cái người mới tu, cái tâm nó chưa thích cái đối tượng, và nó không có an trú trên đối tượng đấy được lâu. Nhưng rèn luyện lâu này, đến khi cái tâm nó thích đối tượng, mỗi một khi mình hướng cái tâm đến đối tượng một cái là cái tâm nó khởi lên cái hoan hỉ luôn. Cái hoan hỉ đấy, thì nó cái hoan hỉ này nó rất là cao thượng, bởi vì cái hoan hỉ này nó là hoan hỉ của cái tâm thiện, một cái tâm cao thượng, chứ không phải là cái tâm hoan hỉ của những cái tâm tầm thường ở thế gian. Những cái tâm tầm thường ở thế gian thì mình thấy những cái niềm vui thế là mình cũng vui thích, nhưng mà cái vui thích đấy là tâm bất thiện. Tâm bất thiện thì nó lại làm cho tâm bị dao động, bị mệt mỏi. Còn cái tâm chú trên đề mục thiền là mình chú tâm ở trên đấy, những cái tâm tham sân si nó không khởi lên được. Cho nên cái tâm này nó rất là cao thượng, nó tạo ra cái niềm hoan hỷ. Và cái niềm hoan hỷ đấy là niềm hoan hỷ cao thượng. Cái hỷ là cái hoan hỷ thì thân tâm nó đều được nhẹ nhàng. Thế mỗi khi mình mà thấy có cái niềm vui, mình sẽ thấy thân nhẹ nhàng, tâm nhẹ nhàng. Thì thân tâm nhẹ nhàng đấy nó gọi là khinh an, nhẹ nhàng khinh an. Thì từ cái sự nhẹ nhàng khinh an của thân và tâm này, nó tạo ra cái sự an lạc. An lạc là dễ chịu, thoải mái. Thoải mái và dễ chịu đấy. Và lúc đến khi nó thuần thục rồi thì tâm của mình chú trên đối tượng, tâm sẽ thích thú, tâm sẽ hân hoan, thân tâm sẽ được an lạc, thân tâm sẽ thoải mái và thân tâm sẽ dễ chịu. Chứ nó không còn khó chịu như cái lúc mới tập tu nữa. Và cái lúc này nó thuần thục, nó thoải mái như vậy, nó dễ chịu như vậy. Vậy cái nhân mà khiến cho cái tâm của mình nó an trú liên tục trên đối tượng mà nó không còn thấy chán nữa, chính là cái sự hỷ lạc này. Cái sự hỷ nó sinh ra cái lạc này. Nó rất là an lạc, càng an trú lâu càng an lạc. Mình càng chú tâm trên đối tượng lâu thì cái sự an lạc nó càng lớn lên, nó càng mạnh lên. Cái sự an lạc đấy nó khiến cho mình không còn cảm nhận được cái sự khó chịu nữa. Thậm chí là lúc đầu ngồi thiền vì chưa có hỉ, chưa có nạc, mình rất là đau, rất là nhức, rất là khó chịu, đau chân. Và cái thời tiết nóng thì mình khó chịu về thời tiết nóng, khi lạnh thì mình khó chịu với cái lạnh, khi mình bị những con côn trùng muỗi bọ nó chích thì mình thấy đau đớn, nhức mỏi và ngứa ngáy khó chịu. Nhưng khi một cái người đấy có được một chút tiến bộ rồi, có cái sự hỉ, có cái sự nạc rồi, thì cái sự hỉ nạc nó chế ngự hết những cái cảm thọ khó chịu ở trên thân. Tức là mình ngồi đau mà mình không, cái tâm nó còn không biết thì cái đấy đến cái đau này nữa. Mình ngồi đấy mà trời nóng, cái tâm nó không biết đến cái nóng nữa. Lạnh, cái tâm nó không để ý đến cái lạnh. Nó bị ngứa ngáy khó chịu ở trên thân, cái tâm nó không còn quan tâm nữa, bởi vì nó có cái sự an lạc. Và càng ngồi lâu, định càng sâu, an lạc càng lớn. An lạc càng lớn lại càng muốn ngồi lâu. Và cứ như vậy, cái định của mình càng lúc càng mạnh, càng lúc càng sâu. Chính là có cái sự hỗ trợ của cái sự hỷ lạc, nó hỗ trợ cho định. Định nó lại tăng thêm cái hỷ lạc. Đấy là cái lợi lạc của cái định. Khi mà đã thực hành thuần thục rồi, nó sẽ khác cái lúc mới tập. Bây giờ là phân loại định. Phân loại, định được phân loại các thể loại khác nhau. Có rất nhiều loại định. Có rất nhiều cái cách gọi tên về định. Có rất nhiều cái cách tu tập định. Có rất nhiều phương pháp tu tập định. Để mà phân loại ra, thứ nhất định mà gọi chung một loại, đó là định là sự nhất tâm. Đơn giản như vậy, mình nhất tâm trên cái gì thì cái đấy được gọi là định. Nhất tâm ở liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng trên đối tượng liên tục thì nhất định sẽ thành tựu được định. Định là sự nhất tâm.
định hoặc là định hai loại, đó là định cận hành và định an chỉ. Cận định và an chỉ định khác nhau. Định cận hành tức là ở định có cái loại định cận hành là do tâm nó còn bắt nhiều đối tượng một lúc, nó không có an trú liên tục trên một đối tượng mà nó bắt một lúc, nó bắt nhiều đối tượng thì cái tâm nó không thể vào định sâu được, nó chỉ ở cái mức cận định. Cận định có nghĩa là cái nội tâm ở đấy nó vẫn còn là cái nội tâm ở cái dục giới, chứ nó chưa có đạt được đến cái nội tâm của sắc giới, tức là nội tâm nó không chuyên nhất trên một cảnh mà nó còn bắt cảnh này, nó còn bắt cảnh kia, bắt cảnh này, bắt cảnh kia. Đấy, nhưng mà nó vẫn định, nó vẫn là định, nó là định cận hành. Như là một cái người niệm ân đức Phật, vì khi mà cái người đã tưởng nhớ đến các cái ân đức của Phật thì cái ân đức của Phật rất là thâm sâu, rất là rộng lớn, rất là phong phú, rất là nhiều. Vì đó phải để hướng cái tâm đến các cái ân đức của Phật đến, thì nó rất một lúc tâm nó phải suy tư, nó phải quán chiếu, nó phải quán tưởng, nó phải tưởng nhớ đến rất nhiều các cái ân đức khác nhau, cho nên không thể nào vạn được an chỉ định mà chỉ đạt được được định cận hành mà thôi. Còn định an chỉ là tâm nó sẽ tập trung liên tục trên một đối tượng, như là cái người đó niệm về hơi thở, chỉ biết mỗi một đối tượng là hơi thở mà nó không cần phải phân tích, nó không cần phải suy tư, nó không cần phải quán chiếu, cho nên cái định nó sâu hơn, nên đạt được an chỉ. Cái định ở an chỉ là cái tâm nó sẽ vượt qua cái nội tâm ở dục giới, thành tựu được cái nội tâm ở sắc giới hoặc là vô sắc giới. Định cận hành gồm có các cái đề mục, các cái đề mục để mà tu tập định cận hành sẽ có 10 cái đề mục để tu tập định cận hành. Cũng có thứ nhất là 6 cái đề mục là 6 tuy niệm, đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Giới, niệm Túy, niệm Thiên. Đấy, 6 cái tùy niệm này thì những cái tùy niệm này, thứ nhất là mình sẽ sinh ra cái tâm hoan hỷ. Người niệm Phật thì hoan hỷ với Phật, niệm Pháp thì hoan hỷ với Pháp, niệm Tăng thì hoan hỷ với Tăng, niệm Giới hoan hỷ với Giới, niệm Thí hoan hỷ với cái việc bố thí, niệm Thiên là hoan hỷ với cái chư thiên, và tăng trưởng cái niềm tin. Mình tin vào Đức Phật, mình tin vào giáo pháp của Phật, mình tin vào chúng tăng đệ tử của Phật, mình tin vào cái việc thực hành giới có lợi ích, mình tin vào cái việc bố thí mang lại cái phước báo, mình tin rằng có chư thiên, có các cái cõi thiên giới và những cái vị chư thiên đã tạo nhiều cái công đức phước này. Và bốn cái đề mục khác đạt đến cận định đó nữa, đó là niệm sự chết, niệm cái sự chết ở trên thân mình và cái niệm cái sự an tịnh của niết bàn, niệm về cái sự bất tịnh của vật thực, của thức ăn, và niệm về cái thân này nó có bốn đại trục, đất nước lửa gió. Tất cả những cái đề mục này luôn luôn phải phân tích và nó bắt nhiều cảnh khác nhau, cho nên cái người tu tập 10 cái đề mục này chỉ đạt được đến định cận hành mà không thể đạt được đến an chỉ. Và có một cái loại định nữa, cận định đi trước an chỉ định. Nên một người mà trước khi vào được định an chỉ, nó phải trải qua cái giai đoạn định cận hành, chú tâm trên hơi thở cũng vậy. Nếu một cái người đó muốn tác được sơ thiền thì phải an chú trên hơi thở vào, hơi thở ra. Sau đó thì cái nimitta, cái ánh sáng mờ mờ nó sẽ xuất hiện. Nên từ cái ánh sáng mờ mờ đấy nó sẽ sáng dần lên, từ cái chuẩn bị tướng thì nó còn đen, màu xám, nó chuyển thành học tướng thì cái ánh sáng nó trở thành màu trắng, chuyển thành cái tợ tướng thì ánh sáng nó tỏa sáng rực rỡ như sao mai, nó tỏa sáng rực rỡ như mặt trăng, như mặt trời, nó tỏa sáng sáng rực rỡ thì lúc đấy nó trở thành tợ tướng. Chú tâm trên tợ tướng thì tâm nó sẽ bắt đầu vào từ cái nội tâm chuẩn bị, xong là nó đi đến nội tâm cận hành, thì cái tâm nội tâm cận hành đấy nó thì nó được gọi là cận định. Sau cái nội tâm cận hành thì nó bắt đến cái nội tâm thuận thứ. Thuận thứ là bắt đầu sẵn sàng, cái tâm sẵn sàng đi đến một mức cao hơn. Sau này chuẩn bị qua cái nội tâm thuận thứ là đến nội tâm chuyển tập. Chuyển tập có nghĩa là nó sẽ từ bỏ
cái tâm cái tâm ở cái nội tâm thấp kém này và tiến lên một cái nội tâm cao thượng hơn. Chuyển tộc này, chuyển từ cái dòng tộc thấp kém lên một cái dòng tộc cao thượng, tức là từ một cái nội tâm dục giới là cái nội tâm thấp kém và nó sẽ đạt đến cái nội tâm sắc giới, cái nội tâm an trị là cái nội tâm cao thượng. Thì có một cái tâm gọi là tâm chuyển tộc, chuyển đổi thì từ cái tâm cận hành này thành cái tâm an chỉ định. Thì cái lúc này khi mà nó vào đến an chỉ, cái tâm nó sẽ định tĩnh ở trên đấy, những cái tốc hành của an chỉ tâm sinh lên liên tục, vì nó có thể an trú ở trong cái tầng thiền đấy liên tục 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng, có thể 1 ngày 1 đêm cho đến 7 ngày 7 đêm an trú ở trong định. Và nó chỉ có cái an chỉ định này, đấy là cái nội tâm. Và trong suốt cái thời gian an trú ở trong cái định an chỉ này thì tâm nó không nghĩ sang, nó không có rơi xuống cái tâm bất thiện nữa. Tức là khi đã vào đến an chỉ định thì nó đi tất cả những cái tâm bất thiện. Còn khi mà ở cái lúc mà nó mới thực hành, định nó chưa sâu thì tâm nó vẫn bắt vào những cái tâm phiền não vẫn sinh. Còn những cái tâm khi mà nó vào đến định an chỉ, những cái phiền não nó không sinh. Và tâm càng lúc càng trong sáng, càng tỏa sáng, càng sáng tỏ, càng chiếu sáng, rực rỡ mạnh mẽ. Định an chỉ là định đã vượt qua định cận hành. Trước khi vào được an chỉ định, nhất định nó phải vượt qua cái giai đoạn định cận hành. Nhưng mà cái định cận hành về niệm Phật thì không thể vượt qua được. Về 10 cái pháp tùy niệm thế nào nó không thể nào vượt qua được. Mà nó phải tu những cái đề mục an tịnh, những cái đề mục mà có thể làm nền tảng cho định thuận, cho định an chỉ thì mới có thể là đạt được định an chỉ, như là đề mục niệm hơi thở vào hơi thở ra, hoặc đề mục về 10 căn xi đá, đất nước lửa gió đen và nổi trắng ánh sáng hư không, hoặc là thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, hoặc là thiền niệm về sắc chết bất tịnh, hoặc là quán 32 thể trưởng, hoặc là các cái đề mục đấy mới có thể đi vào được an chỉ định. Chứ các cái đề mục mà có những cái đề mục đi vào được an chỉ định, có đề mục không thể vượt qua được cận hành định, có đề mục. Còn khi mà đắc được những định cận định an chỉ thì nó phải vượt qua được định cận hành. Loại thứ hai nó là định hiệp thế, và còn có cái định siêu thế. Có cái người mà tu thiền định hiệp thế, định hiệp thế là tất cả những cái pháp thiền định đã được lưu truyền ở trong thế gian này. Như Đức Phật thống, trong giáo pháp của Đức Phật thống kê có 40 cái đề mục thiền định này đều là định hiệp thế. Tức là cái người mà đang thực hành, đang nỗ lực chú tâm vào một đối tượng để đạt được sự nhất tâm, và đến khi vị đấy có đạt được sự nhất tâm rồi, vị đấy có thể chứng được tứ thiền bát định, sơ thiền đến tứ thiền, nên đến phi tưởng phi, phi tưởng xứ. Thì tất cả những cái thiền định đấy nó là những cái thiện nghiệp, nó chỉ là những cái thiện nghiệp ở trong tam giới này, dục giới, hoặc là thiện nghiệp thuộc về sắc giới, hoặc là thiện nghiệp thuộc về vô sắc giới. Thì cái hiệp thế có nghĩa là nó chỉ là ở trong cái cõi thế gian này, và cái định đấy nó chưa có thể đi đến cái sự giải thoát sinh tử được. Định bởi vì nó chế ngự được phiền não, nhưng nó không có cắt đứt được phiền não. Cho nên cái chúng sinh mà còn phiền não thì cứ còn ở trong sinh tử, chỉ khi nào phiền não được cắt đứt thì mới giải thoát sinh tử. Vì vậy cho nên rằng là một người mà muốn tu tập đến cái sự giải thoát được cái sinh tử thì cái vị đấy phải thực hành thiền tuệ. Thực hành thiền tuệ thì khi nào mà vị đấy thể nhập được cái trí tuệ, tuệ đạo, tuệ quả, thì vị đấy sẽ thành tựu được cái pháp thiền siêu thế. Còn thì cái định đấy nó thuộc về định siêu thế. Định siêu thế có nghĩa là cái định của những cái vị mà đã chứng được các đạo quả, tức là từ các cái vị mà chứng được sơ đạo sơ quả cho đến tứ đạo tứ quả, các cái vị đấy mới có định siêu thế. Và những cái vị đấy phải thực hành thiền quán, thiền tuệ. Thì cái kết quả của thiền tuệ là cái vị đấy
sẽ đạt được các cái đạo quả. Và cái quả vị mà vị đó có thể được hưởng sau khi mà tu tập thiền tuệ, đó chính là cái định siêu thế này. Định siêu thế là cái quả vị đấy, của một cái vị đã trải qua cái quá trình thực hành thiền tuệ. Đấy, và cái định siêu thế là các cái tầng, nó cũng là các cái tầng thiền thuộc về an chỉ định. Chứ định siêu thế nó không có cái định thuộc về hiệu, nó không có cái những cái định cận hành. Định siêu thế chỉ có định an chỉ, chỉ có định an chỉ thuộc về sắc giới. Thế tức là cái định đấy nó chỉ có từ sơ thiền lên đến tứ thiền, chứ nó không có cái định thuộc về hiệu thế. Cái định siêu thế này nó cũng không có cái định thuộc về vô sắc, mà nó chỉ có cái định thuộc về sắc giới. Và định siêu thế, cái đối tượng của định siêu thế là Niết Bàn. Vì đó sẽ thấy Niết Bàn, vì đó sẽ chú tâm trên Niết Bàn, vì đó sẽ thể nhập với Niết Bàn, và vì đó sẽ nhập ở trong định siêu thế. Và định siêu thế nó thuộc về thiền quả. Và cái nghiệp, cái người mà an trú trên cái định siêu thế này thì cái nghiệp đấy nó thuộc về cái nghiệp duy tác, nó không phải là nghiệp thiện, nó không phải nghiệp bất thiện. Bởi vì Niết Bàn là cái pháp vô vi, nó không có tạo ra thiện, nó không có tạo ra bất thiện, nó không có tạo ra một cái nghiệp gì cả. Cái đó nó thuộc về định, nó có hai loại như vậy: định nghiệp thế và định siêu thế. Định nghiệp thế thì mình tu tập cái định gì, mình có công đức của cái định đấy. Định siêu thế là cái trạng thái mà mình an trú để hưởng cái sự an lạc, cái sự tĩnh lặng của Niết Bàn. An trú trên định nghiệp thế thì mình sẽ được hưởng cái tâm tĩnh lặng. An trú trên định nghiệp thế mình sẽ hưởng được cái sự an lạc của cái sự của cái tâm tĩnh lặng ở hiện tại. Và cái vị đó gọi là hiện tại lạc trú. Và cái vị an trú trên định nghiệp thế thì mình tạo những cái thiện nghiệp thuộc về thế gian. An trú trên định siêu thế thì cái vị đó sẽ hưởng cái quả vị Niết Bàn và duy tác. Định hai loại thứ ba là định có hỷ và định không có hỷ. Có những cái thiền, có những cái mức thiền thì trong tâm nó rất vui, nó có cái sự hân hoan, nó có cái hỷ, nó có cái niềm hoan hỷ ở trong đấy. Nhưng mà cũng có những cái mức định trong tâm nó không còn hân hoan, nó không còn có cái sự hoan hỷ đấy nữa. Có hai cái loại định vậy. Ví dụ như là một cái người mà thực hành niệm Phật, nếu cái người đấy mà là người Phật tử thì mỗi một khi mình hướng tâm đến Đức Phật, cái tâm hoan hỷ nó sinh khởi, không thể không có cái tâm hoan hỷ. Thậm chí có những người niệm Phật, cái hỷ nó mạnh đến nỗi bị nó bay được lên, nó làm cho cái người nó nhẹ nhàng đến nỗi có thể bay được lên trên. Nhưng có một cái thời Đức Phật, có một cái thanh niên khi mà nghĩ đến Phật một cái, vị đó háo hức có cái tâm muốn tìm đến Đức Phật để yết kiến, để ảnh lễ Đức Phật. Trong suốt dọc đường đi, tâm chỉ nghĩ đến Phật, không nghĩ đến một cái gì cả. Đến khi đi đến bờ sông Hằng, trời đã tối mà không có đò. Nhưng mà vị đó quyết tâm là phải gặp Phật trong ngày hôm đấy, không muốn chờ đến ngày hôm sau. Thì khi mà vị đó cái tâm chỉ nghĩ đến Phật, nó tạo nên một cái hoan hỷ. Mà cái hoan hỷ nó làm cho cái thân nó nhẹ, có vị đó có thể đi được trên mặt nước, đi được ở trên mặt nước, vượt được qua sông bằng chính đôi bằng chân. Vì cái hỷ này nó nâng đỡ cái thân, cái năng lượng của cái tâm hỷ này nó mạnh đến cái mức mà vị đó có thể nâng được cái thân lên trên nhẹ như bông. Nên cái người nào mà cái tâm mà có cái hoan hỷ thì cái người đấy sẽ rất là nhẹ nhàng, thân nó rất là nhẹ, tâm nó rất là nhẹ. Còn cái người nào mà trong tâm hay có cái u buồn, yêu sầu yêu nhiều, tức là cái hỷ nó ít, thì nó sẽ nặng lề, thân thể nó nặng lề, bị nó uể oải khó chịu. Có cái định nó có hỷ, còn có những cái định thì nó không có hỷ. Định có hỷ như là tất cả các cái tầng thiền thuộc về
sơ thiền thì nó đều có hỷ. Nhưng mà cái hỷ này nó cũng có cái lợi, mà nó cũng có cái bất lợi của nó. Nó có cái lợi là nó làm cho cái tâm mình thích thú ở trên cái đối tượng đấy. Nhưng mà nếu như mình cứ thích thú ở trên đối tượng đấy ngoài, mình sẽ không tiến xa được. Nếu một cái người muốn tiến xa hơn nữa thì nó cần phải diệt được cả cái hỷ này. Thì khi mà thuần thục sơ thiền thì nó muốn lên nhị thiền chẳng hạn, thì bị nó phải diệt trừ cái hỷ đấy đi. Diệt trừ cái hỷ. Bởi vì cái hỷ thì nó có cái hay là nó vui, nhưng mà nó có cái bất lợi là nó làm cho cái tâm bị mệt. Thế khi mà mình vui một cái gì mà cứ vui liên tục, nó sẽ mệt mỏi. Ví dụ bây giờ ở một cái người mà rất là vui tính, mỗi khi mình buồn mình gặp cái người đấy nói những cái câu chuyện vui, mình cười hả hê thích thú. Nhưng mà mình cười được một tiếng, cười liên tục 2 tiếng, liên tục 3 tiếng mới chịu nữa, sẽ mệt mỏi. Rồi cái hỉ nó cũng vậy, cái hỉ ở trong thiền nó làm cho mình rất là nhẹ nhàng khinh an, nhưng mà cứ an trú ở đấy hoài thì nó cũng sẽ mệt. Phải đến một lúc nào đó mình bỏ được cái hỉ đi thì mình lại thành tựu được một cái pháp thiền cao hơn, đó là một cái thiền không cần hỉ. Đó, cho nên định nó có hỉ. Nghĩa là ở sơ thiền và nhị thiền thì cái định nó có hỉ, nhưng mà ở tam thiền và tứ thiền thì định không có hỉ nữa. Từ tầng thiền thứ 3 trở lên là định, cái năng lực định đấy nó không cần hỉ nữa. Còn tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ 2 thì phải có được hỉ. Tầng thiền thứ 3 trở lên không còn hỉ, không còn hỉ nữa thì định nó lại sâu hơn, nó lại an tịnh hơn, cái tâm nó lại nặng nề hơn. Định nữa, định có lạc và định có sạc. Chính cái hỉ đấy nó sinh ra lạc, tức là cái thích thú, cái hoan hỉ, cái dễ chịu đấy, cái sự nhẹ nhàng ấy, nó làm cho cái thân tâm được thoải mái, dễ chịu, thoải mái. Giữa cái hỉ với cái lạc nó có sự khác nhau. Ví dụ như là một cái người đang đói, mình đi đến một cái nơi nào đấy trên đường đi mệt mỏi vất vả, đói vã rời ấy. Khi mình thấy người ta sắp lên một cái mâm cơm có nhiều món thật ngon, mình nhìn thấy từ xa, mình ngửi thấy mùi hương, mình nhìn thấy cái thức ăn ấy, thì tâm đầu tiên là rất là thích thú, thì đấy là hỷ. Và bắt đầu mình ngồi và mình ăn, mình cho no nê thoải mái rồi, thì cái lúc đấy thân tâm nó sẽ được thỏa mãn cái cơn khát, cơn đói rồi. Thì lúc đấy là cái thân tâm nó sẽ có cái tâm là tâm lạc, là dễ chịu. Hay là mình đang đi đường mà khát nước, mình nhìn ở phía trước có một cái hồ nước, mình khi nhìn thấy nước rồi thì mình cái lúc mà chưa thấy nước thì mình rất là lo lắng, rất là khổ đau, nhưng khi nhìn thấy nước rồi thì mình xua tan hết những cái sầu im đấy, và cái tâm nó trở nên rất là thích thú, thì lúc đấy là hỉ. Và khi đó mình nhảy tùng xuống cái hồ đấy, mình uống nước thoải mái, giải tỏa hết những cái cơn nóng khác, thì cái lúc đấy là lạc. Vậy thì hỉ nó sẽ đi trước và lạc nó sẽ đi sau. Trong cái lúc mình chú tâm trên một đối tượng hành thiền cũng vậy, đầu tiên là cái mình chú tâm liên tục thì nó sinh ra hỉ, và cái hỉ đó càng mạnh thì nó sẽ để lại cái lạc, cái sự an lạc, cái sự dễ chịu, cái sự thoải mái nó sẽ đi theo. Và hai cái trạng thái đấy nó là hai cái trạng thái tâm, hai cái trạng thái tâm khác nhau. Thì ở sơ thiền và nhị thiền thì còn có cái hỉ đấy, nhưng muốn lên đến tam thiền mình loại bỏ cái hỉ đấy đi, thì mình sẽ đạt được đến tam thiền. Tam thiền thì còn lại lạc và nhất tâm, nó chỉ là còn lại sự thoải mái, dễ chịu và cái sự lặng lẽ. Nhưng nếu như cái lạc đấy nó cũng có cái lợi, đó là nó làm cho mình rất an lạc, rất thoải mái, rất dễ chịu, nhưng mà nó cũng có cái bất lợi. Nó có cái bất lợi đó là mình vẫn còn bị dính mắc vào cái an lạc, cái thoải mái đấy. Nhưng bây giờ mình có một cái đời sống an lạc là mình cũng sẽ dính mắc. Mình dính mắc vào đấy thì cái tâm nó vẫn không được thoải mái, nó vẫn không có tự tại. Nếu bây giờ mình dính mắc vào cái gì thì mình sẽ lo lắng bảo vệ cái đó, tham ái chấp thủ với cái đấy. Và cái đấy nó vẫn chưa phải là một cái tâm cao thượng, nhưng mình muốn đạt được đến một cái tâm cao thượng hơn nữa thì mình phải buông bỏ luôn cả cái lạc này. Và ở cái tầng thiền thứ 3 mình phải bỏ cái lạc này đi mà đạt được đến tứ thiền. Thì tứ thiền thì còn là cái tâm sạc. Cái tâm sạc là tâm không yêu, không ghét, không vui, không buồn, không có dính mắc, không có ràng buộc. Cái tâm nó rất là tự tại, nên là gọi là định có sạc.
định có nạn và định có sẵn, sẵn là xả bỏ hết, xả bỏ hết những cái trạng thái, những cái trạng thái vui buồn, những cái trạng thái yêu ghét, những cái trạng thái tình cảm và những cái trạng thái khó chịu, những cái trạng thái phản cảm hay là tình cảm đều buông bỏ hết. Tức là ở một cái trạng thái như là bây giờ mình gặp một cái người mà mình không ưa thì mình khởi lên cái tâm ghét, mình gặp một cái người mà mình ưa thì mình sẽ quý mến. Đấy là hai cái trạng thái này bị tình cảm chi phối, bị dính mắc, bị ràng buộc bởi hai cái trạng thái tâm yêu và ghét. Và có một cái người mà mình gặp mà mình không khởi lên cái tâm ưa, không khởi lên tâm ghét thì đấy là gọi là tâm sản. Thì cái tâm sản này lại là tâm cao thượng nhất, không có dính mắc, không có ràng buộc. Thì ở cái trạng thái thiền cao thượng nhất đó là cái thiền giữ được cái tâm sản, tâm sản với đối tượng, không ưa, không ghét, không dính mắc, không bị chi phối bởi những cái tình cảm vui buồn yêu ghét. Đó là định có sản và định có đẹp. Thì định có sản cao thượng hơn. Ba loại định có được phân ra thành ba cái cấp bậc về định, cấp bậc bậc hạ, định ở cái cấp bậc trung và định ở cái cấp bậc bậc thượng. Ở cái cấp bậc bậc hạ đó là một cái người mới đạt định, như là bây giờ một người mà hành thiện mà mình thấy được một chút cái ánh sáng sinh khởi thì nó vẫn chưa có phát triển được các cái tầng thiền cao, thì mức định đấy nó mới là định định bậc hạ. Hoặc là cái người mới tập thiền chưa có kết quả, hoặc mới đắc định, mới có được một chút định, thì đấy là định bậc hạ, nó còn rất yếu. Cái định này còn non, định này còn non nớt, cái định này cần phải bảo vệ, cái định này còn cần phải nỗ lực duy trì, cần phải phát triển thêm, giống như là một cái hạt giống nó mới bắt đầu mình mầm. Cái định mà còn non này mà không biết bảo vệ thì nó bị tiêu mất, giống như cái hạt mầm nó mới nở, nó cần phải được chăm sóc, cần được bảo vệ, cần được bao bọc. Định của này vẫn một người mới đắc định là cái định này còn rất non, cho nên nó cần phải có cái sự bảo vệ là cẩn thận miên mật. Định bậc trung là định chưa phát triển, tức là có thể mình đã đạt được một cái mức thiền nào đấy rồi đấy, nhưng mà nó chưa có được thuần thục lắm, tức là mình chưa có thể tự tại, chưa tự tại là mình chưa có thể nhập thiền bất cứ lúc nào mình muốn, mình xả thiền bất cứ lúc nào mình muốn, mình an trú ở trong thiền bao lâu tùy ý mình. Tức là cái định ở bậc trung là mình chưa có cái tự tại, chưa có tự tại, chưa có sử dụng một cách thuần thục cái định đấy, nên gọi là định bậc trung. Và cái định ở bậc thượng là định đã thuần thục, với cái tâm thuần thục, thuần tịnh, vững chắc bất động, siêu nhiên bất động. Cái tâm, cái định đã thuần thục này là cái vị đấy cần phải thực hành thuần thục. Nó có tới 14 cái cách thực hành thuần thục với định. 14 cách thực hành thuần thục, tức là vị đó làm chủ được tâm, làm chủ được định. Cái người nào mà đạt được đến cái mức bậc thượng này thì vị đó sẽ mới phát triển được các năng lực thần thông, mới có thể thành tựu được các tháng 9, các năng lực thần thông, thành tựu được ở cái mức bậc thượng, ở cái mức định thuần thục vững chắc, tức là vị đó làm chủ được tâm bằng mọi cách. Giống như là một cái người có vàng, vị đó luyện vàng, giống như một cái người luyện vàng, vị đó tinh chế, vị đó pha chế, vị đó nung nấu cho cái vàng nó tan chảy ra, sau đó vị đó có thể nặn thành bất cứ một cái hình nào, một cái hình sắc nào mà vị đó muốn. Thì cái người có định như vậy, vị đó rèn luyện cái định, tức là rèn luyện cái tâm của mình cho nó nhu nhuyễn, cho nó thuần thục, cho nó mềm mại, sau đó vị đó có thể tạo ra được bất cứ cái gì vị đó muốn. Đấy là cái định mà đã đạt được cái mức thuần thục. Thì cái người mà thành
đắc được định rất là nhiều, nhưng mà để mà phát triển được định thì rất là ít. Cái người phát triển được định thì nhiều, nhưng mà để mà thuần thục được định thì rất là ít. Rất nhiều người tu mới có được một người đắc định ở mức bậc hạ, rất nhiều người đắc định ở mức bậc hạ mới có được một người đắc định ở cái mức bậc trung, rất nhiều người đắc định ở cái mức bậc trung này mới có người đắc định ở cái mức bậc thượng. Cho nên cũng là tu định, nhưng mà cái năng lực định rất là khác nhau, không phải ai cũng giống ai. Mỗi người có một cái mức độ, mỗi người có một cái trình độ, có một cái tầm bậc định khác nhau. Nhưng có những người thì khi mà đắc định một cái, người ta đã có thể thi triển được rất nhiều những cái năng lực thắng trí, nhưng mà cũng có người không thành tựu được cái đấy, vì cái định nó không có thuần thục. Có những người thì định rất là yếu, có người thì định rất là mạnh. Định có giới hạn, có cái định thì có giới hạn. Có giới hạn đó là định cận hành. Định cận hành thì nó là một cái định còn có nhiều cái giới hạn. Giới hạn là mình không có thể nào tiến xa, không có thể nào phát triển thêm, không có thể nào lên cao hơn được nữa. Định đó là cận định. Cái đề mục đấy chỉ đạt được đến cận định, có giới hạn của định nó chỉ có thế thôi. Định đại hành, có những cái mức định đạt được đến định đại hành, đó là các cái tầng thiền, hay còn gọi là các cái tầng định an chỉ, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho đến tứ thiền bát định, cho đến phi tưởng, phi tưởng xứ, các loại định đấy được gọi là định đại hành. Bởi vì cái tâm rất là rộng lớn, trong các cái tầng thiền cái tâm rất là rộng lớn, thì ở cái định, ở những cái tầng thiền đấy, tâm nó có thể mở rộng, nó có thể mở rộng được đi khắp nơi, khắp không gian. Một cái người thực hành các cái tầng thiền này thì đó có thể mở rộng được tâm đến các cái cõi sống khác nhau, đến các thế giới khác nhau, đến rất nhiều những cái thế giới hệ khác nhau. Cho nên gọi là định đại hành, là một cái định rộng lớn. Và định vô lượng là định siêu thế. Định siêu thế được gọi là định vô lượng, là không còn bị giới hạn. Định siêu thế là định thoát ra khỏi tất cả các cái cõi sống, thoát ra khỏi các cái cõi thế gian, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Định đấy là định vô vi. Định có bốn loại định. Cái sự tu tập định tùy theo cái căn cơ, tùy theo cái căn tính, tùy theo cái tâm, cái năng lực của tâm của mỗi một hành giả. Mà có bốn cái loại định, đó là có cái định khó tiến lâu đắc, cái định khó tiến mà mau đắc, cái định dễ tiến mà lâu đắc, và có cái định dễ tiến mà mau đắc. Tức là có người tu định rất là khó tiến và cũng rất lâu đắc. Tiến ở đây có nghĩa là vì đó đạt đến định cận hành thì gọi là tiến, đắc ở đây là đạt đến an chỉ định thì gọi là đắc. Có những người mà tu nó khó tiến lâu đắc là để mà đạt được đến định cận hành cũng khó, mà khi đạt được định cận hành rồi lại muốn đạt được định an chỉ nó cũng lâu. Như là một người tu để mà thấy được cái nimitta, thấy được cái ánh sáng rất là khó, mà khi thấy ánh sáng rồi để mà đắc được thì cũng một thời gian rất dài, thì đấy được gọi là khó tiến mà lâu đắc. Có người thì khó tiến mà mau đắc, đó là có những cái người thì tu rất là lâu mới có được cái nimitta, mới có được cái ánh sáng, mới thành tựu được cận định. Nhưng khi thành tựu mới có ánh sáng chỉ một thời gian rất ngắn, vì nó đã đắc được các tầng thiền rồi, thì đấy được gọi là khó tiến mà mau đắc. Có cái người thì dễ tiến mà lâu đắc. Có một số người thì ngược lại, để tu một hai ngày có thể ngồi một thời người ta đã thấy được cái ánh sáng, đã thấy được cái nimitta, thấy được cái định tướng đã phát sinh. Có thể ngồi 15 phút đã thấy, có rất nhiều người ngồi tiếng đã thấy, có người một ngày, có người hai ngày, ba ngày. Những người như vậy là rất dễ tiến, nhưng mà có khi lại lâu đắc.
Nếu như vị đó mà, nhất là cái người nào mà tu thì nó vừa mới thấy được cái ánh sáng xuất hiện, vị nó lại cứ tưởng người ta đã đắc được cái gì đó cao siêu đâu, xong là sinh ra cái tâm lãng mạn, hoặc là sinh ra cái tâm hân hoan quá, hoặc là có người ấm chấn quá, hoặc là có người thì chủ quan quá, thì nó cũng trở thành nâu đắc. Hoặc là có người thì nghĩ rằng vừa mới, nhất là những người tự tu xong là vị đó không thấy được những cái ấn chứng, thấy được những cái màu sắc, thấy được cái ánh sáng, vì đó lại không biết nó là cái gì, vì đó tưởng là mình đắc cái gì đó cao siêu lắm, thì cái tâm đấy nó trở thành cái tâm nó sẽ đi phân tích, cái tâm nó sẽ bắt đầu đi theo cái tưởng, bắt đầu vị đó tưởng ra tất cả những cái hình tướng, vị đó tưởng ra rất là nhiều cái cảnh giới, và vị đó tưởng là mình đã thành tựu được những cái pháp màu nhiệm, nhưng vì nó nầm tưởng nên nó lâu đắc. Còn cái vị nào mà dễ tiến, nó là vị đó thực hành đúng. Khi mà đã có được cái định rồi, vị đó cần phải thực hành đúng thì mới có thể đắc được thiền, tức là đắc định khác và đắc thiền khác. Đắc định là khi tâm nó nhất tâm thành một đối tượng, và những cái triền cái nó được đè nén, tâm nó trở nên sáng rực lên, thì lúc đấy là tâm có định. Nhưng để mà đắc được thiền thì lại cả một cái tiến trình, cả những cái pháp thiện xả, cả một cái quá trình mà vị đó cần phải thực hành đúng hướng dẫn, đúng chỉ dẫn, đúng phương pháp, đúng bài bản, đúng hệ thống, vị đó mới đắc được thiền. Không có cái hiện tượng là dễ tiến và lâu đắc nữa. Và có cái trường hợp là dễ tiến và mau đắc, đó là có những cái người thực hành rất là dễ, có thể 1-2 ngày đã đắc định và 1-2 ngày sau đã đắc thiền. Có những người người ta đắc định một chút người ta đắc thiền luôn, rất là dễ dàng, không khó khăn. Thì đấy, người dễ tiến và mau đắc, đặc biệt là cái người có cái trí tuệ lanh lợi, những cái phiền não ít, những cái nhiễm ô ít, phiền não ít, có cái trí tuệ, có cái sự hướng được thực hành theo đúng chỉ dẫn, theo đúng pháp môn, theo đúng phương pháp, đúng bài bản, thì vị đó cũng dễ tiến và cũng sẽ mau đắc. Đạt đến cận định là tiến, và đạt đến an chỉ là đắc. Như người mà thực hành một cái đề mục nó không thích hợp với mình thì nó vừa khó tiến mà nó vừa lâu đắc. Còn những người mà thực hành một cái đề mục thích hợp với mình thì dễ tiến và mau đắc. Thích hợp ở đây có nghĩa là thích hợp với căn cơ, thích hợp với căn tính của mình. Cái đề mục, có mỗi những cái đề mục nó lại hợp với những cái căn cơ, hợp với những căn tính khác nhau. Và được chia ra thành những cái căn tính như là tính tham, tính sân, tính si, tính tín, tính tuệ, tính tư duy, sáu căn tính đấy. Như một người mà thực hành đấy, một cái người mà có cái tâm tham mạnh, tức là cái tánh nhân thuộc về tánh tham, mà lại tu tập một cái đề mục như là tu tập một cái đề mục tâm từ chẳng hạn. Cái người tánh tham mà tu tập đề mục tâm từ thì cái tánh tham nó lại càng mạnh lên. Thế thì nó sẽ khó. Nhưng mà nếu mà một cái người tánh tham mà được tu tập cái đề mục với bất định này cả, thì cái đề mục bất định như nó chế ngự cái tâm tham thì vị đó mới dễ đắc thiền đấy. Hay là một người có tánh sân, cái tánh sân mà đi cho thực hành bất định này cả, thì cái tánh sân nó càng nặng lên, bởi vì nó thấy cái đề mục không ưa, nó chán ghét, cái tâm chán ghét ấy nó làm cho tâm sân nó mạnh lên, thì nó là đề mục không thích hợp.
hay là một cái người có tánh si mà cho tu những cái đề mục về phân tích, thì tánh si mà càng phân tích càng loạn tâm. Người mà có tánh si mà cho đi phân tích tứ đại thì càng phân tích nó càng loạn. Si nó đã loạn, vốn dĩ nó đã, cái tâm nó đã rối loạn sẵn rồi, để cho phân tích nó lại loạn hơn. Thì cần phải cho tâm nó phải chú vào một cái điểm, chú vào một đối tượng, thì nó cũng như thế. Còn một người tánh tuệ mà lại đi cho chú vào một điểm chẳng hạn thì nó rất là nhàn. Cái tánh tuệ thì nó thích phân tích, nó không có thích an chú ở một điểm, một chỗ. Vì vậy cho nên là cái đề mục nó phù hợp với căn tính thì nó sẽ dễ tiến mau ra, còn một cái đề mục không hợp với căn tính thì nó sẽ khó tiến vào đâu đó. Không có những cái đề mục thì nó phổ thông cho các căn tính. Thì không, mình không, một cái người thiền thường là phải biết được mình thuộc vào căn tính gì. Mình là tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tín, tánh tuệ, tánh thường duy, chọn một cái đề mục nó phù hợp với căn tính của mình thì nó sẽ dễ tu tập. Còn mình không biết mình đề mục tại căn tánh gì mà tu nó không đúng với cái đề mục thì nó sẽ làm cho mình khó phát triển ở cái bước đầu. Nhưng mà kiên trì thực hành thì cuối cùng cái đề mục này cũng có thể chứng đắc được hết. Nếu không trừ cử các chướng ngại thì khó tiến, trừ cử các chướng ngại thì dễ tiến. Có rất nhiều những cái chướng ngại bên trong, có những cái chướng ngại bên ngoài. Thế trước khi hành thiền thì nó phải trừ cử. Trừ cử có nghĩa là mình phải biết sắp xếp. Thì sắp xếp nó như thế này, một cái người mà mình còn bận rộn với công việc chẳng hạn thì công việc đấy là chướng ngại. Một cái người mà suốt ngày đi làm ăn, người nào còn phải đi giao tiếp, còn thì mình chỉ hành thiền gọi là để ấy thôi, để cho nó quen cho biết vậy thôi, hay là để có được một chút thì tỉnh thức, một chút an lạc, chứ không đắc thiền được nếu mình còn bận rộn nhiều công việc. Thì bởi vì công việc đấy nó chiếm quá nhiều thời gian, tâm sức của mình nên nó chướng ngại cho cái việc hành thiền. Hoặc là chướng ngại là do mình ở cái nơi nó quá ồn ào, những cái tiếng động, hoặc là mình không có bận mải công việc nhưng vì những cái tiếng động, những cái âm thanh ở bên ngoài nó quá nhiều. Nên mình ngồi thiền mà loa đài nó ầm ĩ, nó hát hò, xe cộ nó đi lại. Mình ở gần đường thì tiếng xe, tiếng động về xe cộ ở gần chậm, tiếng động của người ở gần sân bay, tiếng động máy bay, thì nó rất nhiều những cái tiếng động đấy, nó cũng là những cái chướng ngại. Hay là một cái người mà mình ưa về nghiên cứu, học hỏi sách vở nhiều thì cái đấy nó cũng là một cái chướng ngại. Vì khi tâm của mình còn phan duyên, còn phải học hành thì nó cũng khó để thực hành thiền. Người hành thiền là một cái người mà phải có một cái đời sống nó không bị ràng buộc, không bị dính mắc, không có vướng bận, hay là một người mình có quá nhiều những cái trách nhiệm, mình có nhiều những cái người thân yêu, thân quen, bà con quyến thuộc đông quá. Hôm nay có đám cưới, ngày mai có đám ma, hôm nay người này có cái công việc đến nhờ, ngày mai người kia ốm đau phải hỏi thăm. Vậy thì những cái đấy nó cũng trở thành những cái chướng ngại đấy. Và mỗi khi mình, những cái người thân quen của mình vui thì mình cũng vui theo. Bây giờ có một cái người thân, người ta có đám cưới, hay là người ta có được cái công việc tốt, hay là người ta thành tựu được cái gì đấy, mình thì đến chung vui. Khi người thân buồn thì mình cũng buồn theo. Nhưng mà có người thân mất, thì có người thân ốm đau, có người thân gặp những cái chuyện buồn thì mình cũng phải đến để chia buồn. Đấy, mình vui khi đại chúng vui, khi buồn khi chúng buồn, thì cái đấy nó cũng là những cái chướng ngại. Thì mình cần phải đến một cái nơi mà tránh xa những cái người mà mình ghét và tránh xa những người mà mình yêu. Có quá nhiều người ghét thì ở cái nơi mà có quá nhiều người, người ta ghét mình khó yên lắm. Người ta sẽ chọc kẹo, người ta sẽ hiềm khích, người ta sẽ nói xấu, người ta sẽ làm đủ một cách để cho mình sống nó không được yên. Mà đến một cái nơi mà có quá nhiều người yêu quý, mình cũng sẽ khó. Quá nhiều người yêu quý thì người ta suốt ngày người ta tìm đến, người ta hỏi han, người ta quan tâm mình nhiều quá, làm cho mình cũng không yên.
Vậy và chỉ đến những cái nơi nào mà nó hơi nặng nạ một chút này, cái nơi dễ thực hành nhất, nó nặng một tí, nó không có những người mình yêu, nó không có những người mình ghét, và nó không vướng bận cái công việc gì. Đấy là cái sự, đấy là những cái nơi mà thuận tiện, nơi thuận tiện nhất là như vậy. Cho nên thường thường là một cái người mà đi muốn đi tu, đi học đạo thì người ta phải đi một cái nơi nó phải xa xa cái chú xứ, xa xa cái nơi ở, xa xa cái làng quê của mình, thì nó mới dễ thuận tiện cho cái vị đó trên cái con đường học đạo. Còn nếu vị đó mà học đạo ở cái nơi nó gần nhà quá thì nó không an tâm, không an gặp những người thân quen, gặp những người đã từng có những cái chuyện vui buồn ở trong quá khứ, nó sẽ làm cho tâm bị động, đấy, nó cũng làm cho tôi chứng lại đấy, tôi cần phải được trừ khử bằng một cái cách, đó là mình phải sắp xếp làm sao cho nó ổn thỏa, mình sắp xếp làm sao cho nó không có còn cái sự vướng bận nữa, đó là chứng lại và trừ khử. Nếu mà trừ khử được những cái chứng lại đấy thì cái sự tu tập phát triển được cái tâm linh rất là dễ dàng. Cho nên là thường thường người ta hay đi lên núi cao, lên trên núi cao để tránh cái duyên ở trần gian, vào trong rừng sâu để tránh cái rộn ràng của thế gian. Núi sâu rừng cao là cái nơi có thể tu luyện pháp trần, có thể tu được pháp tục, tu được pháp tục. Đấy là những cái chứng ăn trừ cực cực kỳ rất tốt. Nếu không thiên sản về định thì lâu đắc, còn nếu thiên sản về định thì lâu đắc. Không những mà trừ cử của các chứng ngại mà vì đó còn phải biết cách thiện xảo. Thiện xảo về định, đây là nó là cái yếu tố mà về cái trí tuệ của cái định đó. Vị đó cần phải biết, vị đó cần phải biết quan sát cái tâm, thiện xảo với tâm. Tức là cái tâm của mình nó chú trên đối tượng ở cái mức vừa phải, nó không quá căng mà không quá trùng. Nó giống như là một cái người chơi đàn thiện xạ, cái người đấy sẽ, nếu như mà cái dây đàn nó quá căng thì cái tiếng đàn nó không hay, cái dây đàn nó quá trùng nó cũng không phát ra âm thanh. Chỉ khi nào cái dây đàn nó vừa, không căng không trùng thì nó mới ngân lên cái tiếng đàn, bắt đầu nó mới thật sự là hay. Thì cái người hành thiền vẫn, nếu như bị nó căng quá, tinh tấn quá, nỗ lực quá, phấn chấn quá, thì vị đó chóng mệt mỏi, chóng chán nản, chóng bỏ cuộc. Còn nếu như mà vị đó tu tập một cách dễ dui quá, tu một cách uể oải quá, thực hành một cách thiếu nhiệt tình quá, thì vị đó có tu đến hết cái đời này, hết cái kiếp này thì nó cũng không thành tựu được pháp. Vậy thì vị đó cần phải biết thực hành cái pháp trung đạo vừa phải, không có quá căng, không có quá trùng, không quá mạnh mẽ mà cũng không có quá yếu ớt, nó vừa. Đấy là cái cách thiện xảo, người không thiện xảo thì không thành tựu. Thiện xảo khéo léo, người khéo léo huấn luyện cái tâm, thiện xảo về tâm. Đấy, mình thấy cái tâm mình thiếu đức tin thì mình phải biết cách phát triển đức tin. Đấy. Nếu mình có cái hoài nghi thì mình sẽ cần phải làm sao để mà tháo gỡ được những cái hoài nghi đấy, để phá vỡ được những cái hoài nghi đấy, để mình có một cái niềm tin. Và mình phải có được cái tinh tấn, có tín rồi thì nó phải có được cái tinh tấn vừa phải, cái niềm tin vừa phải, tinh tấn vừa phải, có cái chánh niệm và có cái định vừa phải và có cái tuệ vừa phải, năm cái căn được quân bình thì mình sẽ thành tựu được. Đấy là cái pháp thiện xảo về định, định mà được thực hành thiện xảo thì sẽ lâu
Không thiện xảo thì lâu đắc, mà thiện xảo thì sẽ nhanh đắc. Nếu mà nặng về tham dục thì khó tiến, nặng về si thì lâu đắc. Nặng về tham dục, tức là một cái người mà bắt đầu thực hành ấy, thì cái vị đó sẽ quan sát đến cái sự nguy hiểm của dục. Những dục thì vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Vì đó phải, luôn luôn phải quan sát như vậy. Thì đó thấy được rằng là cái tâm nó luôn luôn có cái sự tham dục, nó khởi lên đủ các cái tâm tham dục. Là những cái tâm nó tham về các cái dục, dục cảnh, như là tham về sắc, tham về thanh, tham về hương, tham về vị, tham về xúc. Đấy là đều là những cái ngũ dục của thế gian. Và khi mà ngồi thì tâm nó định tĩnh. Nếu một người đang tham dục thì tâm nó cứ tầm, nó cứ hướng đến những cái tâm tham này, nó cứ xâm chiếm tâm, bị tâm tham này nó xâm chiếm. Thì cái tâm tham này nó đến nó làm cho gián đoạn, và cái chánh niệm nó không được duy trì liên tục. Cái này nặng về tham thì nó khó tiến được vậy. Nặng về si thì lâu đắc. Những người nặng về cái tánh si thì cái tiến nó dễ, nhưng mà cái đắc thì nó lại khó. Tánh si đó là cái tâm nó cứ suy nghĩ mông lung. Si là nó là cái si hoài nghi hoặc là si phóng dật. Vì nó an trú trên cái đối tượng đấy, nó cũng không được lâu, nó không chuyên tâm trên một đối tượng lâu. Vì vậy cho nên rằng nó có thể đạt được đến định cận hành, nhưng mà khó đạt được định an chỉ. Nặng về tham dục thì khó tiến, nặng về si thì lâu đắc. Cái người mà không tập tịnh chỉ thì khó tiến, mà tập tuệ quán, không tập tuệ quán thì lâu đắc. Tập tịnh chỉ có nghĩa là vì đó phải nhất tâm trên một đề mục, nhất tâm trên một đối tượng, thì đấy là tập tịnh chỉ. Nếu mà cái tâm của mình không nhất tâm thì nó sẽ khó tiến. Còn không tập tuệ quán thì lâu đắc. Cái vị đó cần phải có cái tuệ để nó hỗ trợ, tuệ để nó quán chiếu. Cái vị đó cần phải quán. Ví dụ vị đó có cái trí tuệ luôn luôn biết những cái gì có lợi ích và những cái gì không có lợi ích. Ví dụ như là vị đó có tuệ, vị đó muốn đắc được sơ thiền thì cái vị đó phải thấy được những cái bất nợ, những cái pháp bất nợ của những cái pháp hạ niệt, như là tham dục là hạ niệt, sân là hạ niệt, hôn trầm thụy miên là hạ niệt, chạm hối hoài nghi là hạ niệt. Vì đó nhàm chán từ bỏ, biết cách quán chiếu có khởi lên những cái ước muốn cao thượng, ước muốn chứng đắc giải thoát, chứng đắc niết bàn. Hoặc là vị đó có thể quán chiếu là những cái phương pháp tu tập này là Đức Phật đã từng tu tập, các bậc thánh đệ tử của Đức Phật đã từng tu tập, và nhờ cái sự tu tập mà một con người bằng xương bằng thịt đã trở thành những bậc thánh nhân, trở thành một bậc giác ngộ. Vậy thì chư Phật đã thực hành như vậy, chư thánh tăng đệ tử của chư Phật đã thực hành như vậy. Nếu ta thực hành chắc chắn ta cũng sẽ đạt được như vậy. Đấy là nhờ có cái sự tuệ quán, nhờ có cái sự quán chiếu như vậy thì cái vị đó sẽ có cái sự nhiệt tâm, tinh cần, tịnh giác, chánh niệm và đạt được sự nhất tâm. Hoặc là người mà có cấu uế mạnh, các căn chậm nụt thì khó tiến mà lâu đắc. Cấu uế này các cái phiền não mạnh mà các cái căn nó không có năng lượng. Có những cái người người ta có cấu uế mạnh mà các cái căn nó cũng mạnh. Có những người phiền não cũng nhiều nhưng mà các cái căn vẫn sáng sủa, vẫn thông minh. Nhưng mà cũng có những cái người phiền não nhiều mà các căn nó chậm nụt. Hay là có người cấu uế yếu mà các căn chậm nụt. Có những người phiền não ít thôi nhưng mà các cái căn nó vẫn không nanh nợ. Cấu uế yếu mà phiền não chậm, các căn chậm nụt thì dễ tiến mà lâu đắc. Cấu uế mạnh là phiền não mạnh mà các căn chậm nụt thì khó tiến lâu đắc. Cấu uế yếu là phiền não yếu mà các căn chậm nụt thì dễ tiến nhưng lại lâu đắc.
ít phiền não, nhưng mà vì cái người đó không có nanh nợ, không có thông minh, cho nên là có thể thành tựu được những cái pháp nhỏ nhỏ, nên là đạt được cận định là những cái pháp thiền thấp dễ, nhưng mà để mà đạt được những cái pháp cao thì lại khó, nên gọi là lâu đắc. Các căn nanh nợ thì màu đắc, là người nào có các căn nanh nợ, có cái trí tuệ nhạy bén, sắc bén thì cái người đó sẽ thực hành là dễ dàng nhất. Dò tiếp. Mình bịt lại.